Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với CVK Vlog. Hôm nay là sẽ quay một chiếc xe múc nhỏ bạn. Nhỏ nhưng mà rất là có vỏ. Hôm nay nó đi múc những gốc cây nè. Gốc cây cổ thụ đây bạn. Đây là những gốc cây keo trồng trong đám ruộng hoa màu. Bây giờ bạn múc nó lên. Múc mấy gốc cây này lên để mà trồng những cây khác bạn. Mình sẽ quay sơ về chiếc xe này bạn. Chiếc xe múc này rất là nhỏ. Gặp vài gốc cây to chiếc xe cũng rất là vất vả bạn ạ. Có những pha múc mà phải chỏng đít lên trời. Bây giờ chiếc xe chuẩn bị tiến đến cái vùng bón có bốn gốc cây cổ thụ các bạn. Vùng có bốn gốc này nè, vùng này là có bốn gốc rất là to. Đây là múc mấy gốc cây ra để trồng mía bạn. Mùa này trồng mía. Đây là một gốc bạn. Gốc này nhỏ nhỏ thôi. Wow. Vườn đã đây được rồi. Chiếc xe sắp tiến vào cái vùng mà có bốn gốc cổ thụ đó bạn. Để múc được gốc cây này bác tài bây giờ phải múc xung quanh để làm đứt hết những cái rễ của nó này. Bây giờ phải làm múc đứt hết những cái rễ của nó thì mới múc nó lên được các bạn. Vẫn chưa lên được bạn ơi. Thank you.
cuối cùng đã lên được rồi các bạn. Một gốc đã bị đánh bay. Xa xa là mấy cô chú kia đang thu gom gốc cây này các bạn, thu gom gốc cây này trở về phía đầu kia, dồn lại một đống rồi sau đó là đốt. Bây giờ vụ này là lấy đất trồng mía. Vụ trước thì trồng keo nhưng không ăn thua. Bây giờ chỉ ra trồng mía. Gốc này khá là to các bạn ơi. Ô, bánh xe nghiêng luôn bạn. Nghiêng luôn. Nghiêng luôn. Ô. Ô, nghiêng xe luôn bạn. Chưa thấy được các bạn ơi. Phải móc vài lần nha. Đứt hết cái rễ của nó thì nó mới lên được. Wow, cuối cùng đã lên được rồi. Vẫn còn hai gốc to nữa các bạn. Còn hai gốc to ở phía trước này nữa. Bây giờ bác Tài sẽ chinh phục luôn hai gốc to này. Gốc này quá cứng này. Thank you.
lúc này rất là to các bạn. Múc nãy giờ mẻ cút được bạn ơi. Wow, bánh xe chóng lên rồi. Nghiêng xe luôn bạn, nghiêng xe luôn. Lên. Chưa lên được bạn. 1 2 3. Chưa lên được bạn ơi. Sắp lên được rồi các bạn. Gốc cây đã được lung lay, đã bị lung lay rồi. Làm vài vòng nữa là nó sẽ lên thôi. Rồi, cuối cùng nó đã lên rồi các bạn. Wow. Gốc này khá là to. Cầu gấp cuối cùng nữa bạn. Sắp lên rồi, sắp lên rồi. Ủa, gốc này quá to luôn. Sao đó bạn, cố sâu quá.